Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ. Rò rỉ khí ga gây cháy lớn trong quán cơm, hai người bị phỏng nặng. Karim Benzema đã hoàn tất hợp đồng với câu lạc bộ Al Ittihad. Thưa quý vị, trải qua hai ngày thi căng thẳng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khép lại. Kỳ thi được đánh giá là diễn ra an toàn, nghiêm túc. Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn toán. Đề thi được đánh giá tương đối nhẹ nhàng, không đánh đố như năm trước, cấu trúc giống đề minh họa mà Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đã công bố trước đó. Phần lớn thí sinh có tâm trạng phấn khởi, tự tin vào phần làm bài của mình. Đề này đối với em nó khá dễ, chắc em cỡ 9,5 á. Với cái điểm mà trên trung bình năm nay thì học trò có thể đạt được cái tỷ lệ khá cao. Các thí sinh dự thi môn chuyên hoặc tích hợp cũng đã hoàn thành bài thi vào chiều nay. Kết thúc kỳ thi, sau thời gian ôn tập và dự thi vất vả, học sinh đã có thể lên kế hoạch để tận hưởng mùa hè vui tươi, thú vị. Vì điểm số em rất là cao nên là em sẽ được ba mẹ thưởng một món quà lớn. Em sẽ đi du lịch cùng với gia đình. Em đăng ký thiện nguyện với lại các bạn ở trong trường khác, đặc biệt là những em có hoàn cảnh như là mồ côi hoặc là bị khuyết tật. Theo thống kê của sở, tỷ lệ thí sinh dự thi cả 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ đều đạt trên 99%. Riêng tỷ lệ thí sinh dự thi môn chuyên đạt trên 98%. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố ngày 20 tháng 6. Liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về mô hình này. Trên thực tế đã có người ngậm trái đắng khi lỡ mua sản phẩm này. Song song đó, Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi cơ quan quản lý du lịch địa phương. Theo đó, cần tuyên truyền tới người dân nâng cao nhận thức về mô hình này. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ phải quảng bá, cung cấp thông tin đầy đủ chính xác. Việc thiết lập hợp đồng mua bán kỳ nghỉ phải rõ ràng, không có các điều khoản bất lợi cho người tiêu dùng như hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của người mua. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị có cung cấp dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới người tiêu dùng. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư phản ánh của công dân theo thẩm quyền. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu loại quả này sang thị trường Trung Quốc chiếm trên 84%. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy 5 tháng xuất khẩu rau quả đạt 1,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ 2022. Đây là mức tăng trưởng đứng thứ hai chỉ sau ngành gạo. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến 573% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Việt Nam có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk, mùa vụ sầu riêng năm nay, nhiều vườn sầu riêng đã bị rụng trái non hàng loạt. Việc này khiến người trồng lo lắng về một mùa vụ thất thu. Cần biết rằng, với hơn 15.000 hectare, sầu riêng đã trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh, ghi nhận tại huyện Cư Kun. Tuy đã đậu quả được hơn một tháng, nhưng sầu riêng vườn nhà ông Hoàng Thái Sơn vẫn bị rụng hàng loạt không rõ nguyên nhân. Sản lượng giảm từ 50 đến 60% so với vụ trước. Cũng không riêng một gia đình tôi nhưng mà cũng nhiều vườn lắm, nó cũng bị rụng như thế này. Cách vườn sầu riêng của nhà ông Sơn không xa, gia đình anh Nguyễn Thanh Phong cũng trong tình trạng tương tự. Đáng bàn là hiện nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Người thì cũng truyền đạt lại cái kinh nghiệm gọi là thực tế thôi, chứ cũng chưa được là các cái ngành chức năng cũng như là ngành nông nghiệp để hướng dẫn cái nội dung này. Theo các chuyên gia, hiện tượng này có thể là do kỹ thuật chăm sóc của người trồng, rụng trái non do sinh lý, rụng do cây thiếu dinh dưỡng, do thời tiết bất lợi như khô hạn hay mưa nhiều. Người dân cần mua các dòng phân bón vi lượng phun cho cây sầu riêng đầy đủ. Ngoài ra cũng nên cắt tỉa những cành sát mặt đất cho cây thông thoáng. Điều này sẽ tránh sâu bệnh gây hại và giúp cây không bị suy kiệt, ảnh hưởng đến mùa vụ tiếp theo. Sử dụng morphine, thuốc giảm đau trong y tế, đặc biệt là cho những người mắc ung thư, còn vấp phải một số quy định khắt khe. Theo một số chuyên gia, cần đưa thuốc giảm đau này đến gần hơn với y tế cơ sở để bệnh nhân bớt đau đớn.
không thể cứ 10 ngày nhờ người nhà đến bệnh viện nhận thuốc giảm đau một lần và một tháng đến bệnh viện tái khám theo quy định vì được xa. Bệnh nhân này đành phải nhập viện để được cấp morphine. Tối ngủ đâu được đâu, nó đau nhất. Có bác sĩ kê thuốc giảm đau thì đỡ. Những bệnh nhân ở tỉnh mong ước tại địa phương có morphine và được bác sĩ đến tận nhà thăm khám. Theo các bác sĩ, các quốc gia trong khu vực đã nới lỏng thời gian cho cấp phép đơn morphine trong 1 đến 2 tháng. Bản thân tôi thấy thì những cái tình huống mà lạm dụng hay là lợi dụng cái thuốc giảm đau cũng rất là ít. Tại vì người bệnh thì thường là người ta đến cái mức độ nào đó người ta chịu đựng mới bắt đầu chấp nhận sử dụng cái morphine. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã có ý tưởng trao đổi với lãnh đạo của Sở Y tế mở rộng cái mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ tại nhà tới tuyến y tế cơ sở. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua hoạt động chăm sóc giảm nhẹ được đẩy mạnh ở bệnh viện tuyến trên, nhưng cung ứng đến y tế cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn. Cần biết rằng, hoàn thiện mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân là một trong 6 giải pháp của chiến lược quốc gia về bệnh ung thư. Thưa quý vị, cách đây khoảng 7 năm, tượng đài Lê Lợi ở vòng xoay Cây Gõ và tượng Trần Nguyên Hãn ở vòng xoay chợ Bến Thành đã được dời tạm thời về công viên Phú Lâm, quận 6 để có mặt bằng xây dựng công trình giao thông. Tuy nhiên, việc bảo vệ những công trình này lại rất đơn giản, sơ sài. Có tượng đã bị vỡ vụn, ghi nhận của chương trình trong ngày hôm nay. Từ đó đến nay, tượng được bảo quản bằng khung thạch cao và khung thép đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Khu vực đặt tượng bị phơi nắng gió, hàng rào xung quanh cao khoảng 1 mét lỏng lẻo siêu dẹo, bạc xanh bên ngoài che gần hết, khó nhận ra tượng nào là tượng nào. Nhưng nhìn xuyên qua những lỗ bạc bị rách, bên trong toàn là dụng giữa của tượng kèm theo rác rến. Điều đáng nói ở đây cũng không có bản thông báo về hai bức tượng mang ý nghĩa lịch sử. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm định chất lượng chuyên sâu của hai bức tượng, đồng thời đề xuất phương án sửa chữa và vị trí đặt phù hợp. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi kiểm định, nếu chất lượng toàn phần tượng còn tốt sẽ tìm cách sửa chữa chuyên sâu. Nếu chất lượng tượng quá thấp hoặc tượng cũ không còn đảm bảo an toàn cho trưng bày thì sẽ phục dựng lại đúng theo nguyên mẫu và đúc khuôn âm bản làm tượng mới. Tượng cũ sẽ được di dời và bảo quản theo quy định. Về nguồn kinh phí sửa chữa, Sở đề xuất bổ sung dự toán là 1,995 tỷ đồng, thời gian dự kiến là 98 ngày. Tiếp theo trong chương trình, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu lên 2,1% trong năm nay. Cuba nỗ lực để nghề trồng trọt, chế biến khoai mì trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên đã nhóm họp theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine. Tại phiên họp, hai bên cáo buộc nhau là người đứng sau vụ vỡ đập thủy điện. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói, việc Kiev cố ý phá hủy một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm và có thể được phân loại vào tội ác chiến tranh hoặc hành động khủng bố. Trong khi đó, phía Ukraine cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật hủy hoại môi trường sống bằng cách gây ngập lụt, vì Nga nhận ra không thể giữ khu vực này. Không thể làm nổ tung con đập bằng cách pháo kích từ bên ngoài. Nó được người Nga khai thác và họ đã cho nổ tung bằng chất nổ từ bên trong. Về phần mình, đại diện của Mỹ nói chưa có thông tin gì chắc chắn. Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định đây là một hậu quả tàn khốc khác của cuộc xung đột. Một buổi lễ tốt nghiệp đã biến thành bi kịch khi một đối tượng đã xả súng vào đám đông, làm ít nhất 7 người thương vong. Vụ việc xảy ra tại bang Virginia của Mỹ hôm thứ Ba, 6 tháng 6, theo giờ địa phương. Theo cảnh sát, kẻ tấn công mang theo 4 khẩu súng đã nã đạn vào đám đông đang dự lễ tốt nghiệp của một trường trung học tại thành phố Richmond. Hai người thiệt mạng được xác định là nam giới, 18 và 36 tuổi. Ngoài ra, có 5 người khác bị thương, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Một nghi phạm 19 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường và đang đối mặt với hai tội danh giết người. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của đối tượng này. Theo thống kê của tổ chức Gun Violence Archive, tính đến ngày 6 tháng 6, nước Mỹ đã ghi nhận 279 vụ xả súng. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về an ninh, bất chấp các nỗ lực kiểm soát bạo lực súng đạn từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Chuyển sang thông tin kinh tế. Theo thông cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng toàn cầu sẽ tăng đến 2,1% trong năm nay. Đây là con số cao hơn dự báo 1,7% hồi tháng 1, nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3,1%. Ngân hàng Thế giới World Bank cũng giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 xuống còn 2,4%, từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng Giêng. Nguyên nhân là do Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh hơn so với kỳ vọng. Song cho biết,
lãi suất cao sẽ gây ra lực cản lớn hơn dự kiến trong năm 2024. Tổ chức kinh tế này cho rằng tăng trưởng trong phần còn lại của năm 2023 sẽ chậm lại đáng kể do tác động của việc thắt chặt tiền tệ và siết tín dụng. Những yếu tố này dự kiến tiếp tục ảnh hưởng trong năm tới, khiến tăng trưởng toàn cầu thấp hơn so với các dự báo trước đó. Ngân hàng Thế giới cũng kêu gọi đưa ra các chính sách toàn diện để thúc đẩy ổn định kinh tế và tài chính, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi. Dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc dự kiến tăng so với dự báo 4,3% của tháng Giêng, nhưng dự báo khu vực đồng tiền chung Euro không thay đổi so với dự báo tháng Giêng. World Bank cũng dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ quay lại ở mức 3% vào năm 2025. Nhà đấu giá Sotheby's New York sắp đem ra bán viên hồng ngọc lớn nhất từng được đấu giá, với giá bán ước tính lên tới hàng chục triệu đô la. Viên hồng ngọc nặng 55 carat này có tên gọi là ngôi sao của Fura. Tên gọi được đặt theo tiếng Bồ Đào Nha là Estrella de Fura, trong đó Fura là tên của công ty tìm ra viên hồng ngọc. Theo các chuyên gia Sotheby's, viên đá quý được phát hiện năm 2022 tại Mozambique là một trong những phát hiện cả đời có một. Đó là báu vật tự nhiên độc nhất vô nhị, vì chưa bao giờ có viên hồng ngọc nào có kích thước lớn như vậy. Nhà sáng lập và là CEO của Fura Gems cho biết, ông đã không tin vào mắt mình khi lần đầu cầm viên đá quý này. Tôi đã làm trong lĩnh vực này 14 năm và đã đào được một số viên hồng ngọc thuộc hàng tốt nhất thế giới. Nhưng khi cầm đến nó, tay tôi đã run lên. Ngôi sao của Fura được dự đoán sẽ bán được với giá hơn 30 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, trong phiên đấu giá này còn có một viên kim cương hồng 10 carat ấn tượng, có tên viên kim cương The Eternal Pink, màu hồng vĩnh cửu. Những người Cuba đang nỗ lực gìn giữ món bánh khoai mì truyền thống. Họ hy vọng truyền thống trồng trọt và chế biến khoai mì sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Nghề trồng khoai mì ở Cuba được truyền qua nhiều thế hệ, như gia đình ông Núñez sống tại thị trấn nhỏ Quivican, cách thủ đô là Havana khoảng 50 cây số. Ngày còn nhỏ, tôi từng phụ ba mình trồng khoai, mẹ tôi thì làm bánh khoai, các con tôi giờ cũng quen thuộc với loại nông sản này, và tôi hy vọng các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối truyền thống đó. Khoai mì là một trong những nguyên liệu chính trong chế độ ăn uống của người bản địa ở vùng Caribe, có thể trữ được nhiều tháng. Khoai được mài lấy bột, rồi từ đó làm thành món bánh nướng truyền thống. Theo chuyên gia ẩm thực, loại bánh này có độ mỏng giòn, ăn cùng được với cả món mặn như thịt cá lẫn món ngọt như dừa. Bên cạnh việc tìm kiếm sự công nhận của UNESCO, người dân Cuba cũng hy vọng món bánh sẽ được mọi người yêu thích và thưởng thức nhiều hơn. Nó không chỉ là một món ăn lành mạnh mà còn mang giá trị văn hóa bản địa sâu sắc. Thưa quý vị, Bảo tàng Louvre từ hôm nay chào đón các kiệt tác từ Bảo tàng Neapolitan Capodimonte của Italia. Những tác phẩm này sẽ được Bảo tàng Pháp giới thiệu trong 6 tháng tới cùng với các bộ sưu tập của mình. Và đây sẽ là cuộc triển lãm quan trọng nhất trên thế giới về thời kỳ phục hưng Italia. Được đặt ở ba nơi trong Louvre, triển lãm mang tên Napoli ở Paris sẽ bao gồm gần 70 tác phẩm nghệ thuật mà Bảo tàng Italia sẽ giới thiệu với công chúng từ năm 2024. Cùng với hàng trăm tác phẩm trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Louvre, nơi đây mang đến cho du khách những bức tranh đẹp nhất của Italia từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Tại đây trưng bày những bức chân dung đẹp nhất được thực hiện từ năm 1515 đến năm 1535, cùng với những bức ảnh khỏa thân đáng chú ý về những kiệt tác ngoạn mục của Caravaggio, Masaccio, Bellini, Ribera hoặc Mazzola. Ngoài ra, những tác phẩm được giới thiệu trong sảnh nhà nguyện sẽ cung cấp cho khách tham quan thông tin về lịch sử bộ sưu tập của Bảo tàng Capodimonte được xây dựng trên một ngọn đồi nhìn ra Napoli. Tiếp theo trong chương trình: lưu thông không đúng làn đường, nam thanh niên đi xe máy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cháu bé 2 tuổi đã tử vong tại trường mầm non, nghi ngã vào thùng nước trong nhà tắm. Trở lại chương trình, thưa quý vị, sáng nay việc rò rỉ khí ga đã làm lửa bùng phát tại một quán cơm ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 2 nhân viên bị phỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo mùi khí ga nồng nặc bốc lên tại quán cơm trên đường Ngô Quyền, phường Hiệp Phú. Khi người dân đến xem thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội. Sự cố làm 2 nhân viên của quán bị bỏng nặng, một thực khách bị bỏng nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an thành phố Thủ Đức đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.
Theo đó, khi nhân viên của quán đang nấu ăn thì khí ga bị xì bén vào bếp gây cháy. Tại hiện trường, nhiều đồ dùng trong quán cháy đen, hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị thiệt hại. Đến 10 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Lưu thông không đúng làn đường, nam thanh niên đi xe máy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tai nạn xảy ra vào sáng nay cách nút giao Lê Thị Riêng khoảng 100m thuộc phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ 30 phút, nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư ga đi An Sương thì va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Tai nạn làm nam thanh niên ngã xuống đường, bị xe tải kéo lê một đoạn, nạn nhân bị bánh xe cán chết tại chỗ. Hiện trường là làn đường dành cho xe ô tô, cấm xe máy lưu thông. Công an quận 12 và đội cảnh sát giao thông Bình Triệu có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Tới hơn 11 giờ, hiện trường vẫn đang được xử lý. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Còn tại Tiền Giang, sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt An Thái Trung, huyện Cái Bè. Hai người đã thiệt mạng sau các vụ va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện. Tai nạn xảy ra khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Phương tiện thứ nhất là một xe tải đang lưu thông trên cầu vượt hướng từ quốc lộ 1A về tỉnh Đồng Tháp. Khi xe đi đến giữa cầu vượt thì bất ngờ va chạm với xe máy trên chở hai thanh niên đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, người và xe trượt trên đường, bị một xe hơi lưu thông cùng chiều với xe máy tông vào, là một thanh niên tử vong tại chỗ. Người đi cùng cũng bỏ mạng sau cấp cứu. Nhận tin báo, trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã có mặt phối hợp với công an huyện Cái Bè và các đơn vị liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sau 2 ngày lẩn trốn, cuối cùng trùm giang hồ Bình Thuận Thảo Lụi đã sa lưới công an. Từ sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã lần ra dấu vết của y tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Thảo, 60 tuổi, có biệt danh là Thảo Lụi, ngụ thành phố Phan Thiết, nghi ngờ liên quan đến một đường dây mua bán, tàn trữ ma túy, nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, bao chiếm đất đai trái phép của doanh nghiệp và hoạt động bảo kê, mua bán bất động sản tại tỉnh Bình Thuận. Trước đó, chiều 3 tháng 6, công an đã khám xét khẩn cấp ngôi biệt thự của trùm giang hồ này ở ven sông Bến Lội, thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Việc khám xét kéo dài từ 15 giờ cho đến 20 giờ, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra tại ngôi biệt thự này, đồng thời áp giải một người được cho là con trai Thảo. Tuy nhiên, ông trùm đã nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, công an đã tăng cường lực lượng phối hợp với các địa phương lần theo dấu vết của Thảo Lụi. Đến chiều thứ hai thì phát hiện y tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm, công an đã di lý Thảo Lụi về Bình Thuận để phục vụ điều tra chuyên án này. Một cháu bé 2 tuổi đã tử vong tại trường mầm non tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân nhỏ tuổi nghi đã ngã vào thùng nước trong nhà tắm. Nạn nhân là bé LKBA, ngụ thị trấn Đức Phong. Hôm qua, bé được người nhà đưa đến gửi tại nhà trẻ tư nhân Baby Shark của thị trấn. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người nhà nhận tin nhắn bé đã chết tại bệnh viện. Theo trình báo ban đầu, thì tai nạn có thể xảy ra trong lúc bọn trẻ đi tắm và đùa nghịch với nhau. Khoảng 15 phút sau, người trông trẻ quay lại thì phát hiện cháu BA bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong sàn nhà. Mặc dù được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phương tiện vỏ máy có tải trọng khoảng 20 tấn nhưng vẫn bị mất trộm. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày truy vết, lực lượng chức năng huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng thu hồi tài sản trị giá trên 400 triệu đồng. Vụ trộm tài sản của gia đình chị Trần Kim Lớn, ngụ xã Tân Duyệt, khiến nhiều người dân kinh ngạc bởi phương tiện rất lớn và phải là tay chuyên nghiệp mới có thể tẩu tán. Nhận tin báo, công an nhanh chóng xác định thủ phạm là kẻ trộm chuyên nghiệp có sự chuẩn bị từ trước. Chưa đầy 24 giờ, lực lượng đã xác định nhóm đối tượng do Võ Văn Liệt và Trần Văn Mến, ngụ huyện Phú Tân là thủ phạm. Phát hiện bị dây bắt, hai đối tượng chống trả để tháo chạy nhưng cũng không thoát được. Tại cơ quan, cả hai đã cúi đầu thừa nhận hành vi. Ngay trong đêm, lực lượng đã tiến hành thu hồi tang vật đã bị tháo rời và cất giấu tại nhiều nơi. Theo hồ sơ, Liệt từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Mến là thợ sửa máy lành nghề nhưng muốn có nhiều tiền nhanh chóng nên đã tham gia trộm cắp. Một nhóm mua bán tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa. Kết quả từ sự phối hợp giữa công an thành phố, công an Bình Tân và Hóc Môn, lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan. Họ gồm Nguyễn Thanh Tâm, 30 tuổi, quê Bạc Liêu, Bùi Anh Hoàng, 35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn và Lê Thanh Kiệt, 19 tuổi, quê Kiên Giang. Ngoài ra, Đổng Hoàng Trung Hiếu, ngụ Bình Tân cũng bị điều tra vì vai trò trung gian môi giới mua bán vũ khí và tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra ban đầu, Hiếu làm trung gian để Kiệt bán cho Tâm một khẩu súng K-59 và 4 viên đạn với giá 40 triệu đồng.
Sau đó giữa Tâm và Hoàng dự định mua qua bán lại khẩu súng này và một số đạn dược khác. Giao dịch chưa thành thì bị công an phát hiện và bắt giữ. Tất cả những người trong cuộc đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình tại cơ quan công an. Pháp luật quy định, người mua bán trái phép vũ khí quân dụng thì có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Trong phần tin thể thao và cập nhật cuối chương trình, Fiorentina và West Ham đều muốn thỏa cơn khát danh hiệu khi sẽ bước vào trận chung kết Europa Conference League. Nước trong thành phố từ vụ vỡ đập Kharkovka ở Nga tiếp tục rút, trong khi hơn 900 người đã được sơ tán. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, chính quyền thành phố Novaya Kharkovka cho biết trên kênh Telegram, nước trong thành phố từ vụ vỡ đập đang tiếp tục rút vào đầu giờ hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 6. Và cũng cần nhắc lại là đập thủy điện Kharkovka trên sông Dnieper thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị phá hủy một phần sau vụ nổ ngày 6 tháng 6 khiến cho 18 tỷ mét khối nước tràn xuống các thị trấn và khu vực đất canh tác ở Hạ Lưu. Nga và Ukraine quy trách nhiệm lẫn nhau cho sự cố. Trung tâm phản ứng của quận Nova Kharkovka chia sẻ với hãng thông tấn nước nhà TASS rằng mực nước đến nay đã giảm được 35mm. Theo lời thị trưởng thành phố, hơn 900 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt vào thứ Ba. Thiệt hại đối với môi trường và ngành nông nghiệp Ukraine, một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, cũng có thể rất nghiêm trọng. Giá lúa mì đã tăng hơn 3% vào ngày 6 tháng 6 sau khi vụ vỡ đập xảy ra. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6 giờ 30 phút. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.